Hello, xin chào mọi người. Trên tay mình đây là đôi giày Nike Air Force One Z-Dragon Paranoid. Thì người Việt mình thường hay gọi một cái tên rất là Việt hóa, đó là Air Force One phiên bản Tốc Sơn. Thì, đúng như cái tên của nó thì trên phần upper của nó là một cái lớp sơn bao phủ lên upper. Thì cái lớp sơn này các bạn có thể cạo ra và nó sẽ ra một cái phối màu khác. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái việc cạo lớp sơn này ra xem nó như thế nào các nhé. Các bạn theo dõi. Đây, các bạn thấy là một đôi Air Force One hàng best quality, thì có rất là nhiều phụ kiện theo, và bản thân cái đôi giày nó cũng rất là đẹp. Đấy. Lót này. Lót là phải lót đen rồi dính như này các bạn nhé. Có dáng đẹp này, lót đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ cạo cho các bạn xem. Cạo từ đâu nhỉ? Mình dùng cái thìa để cạo. Mình có một cách tẩy cái lớp sơn này rất là nhanh, đó là dùng cái xăng thơm này để tẩy các bạn. Chỉ lau vào là sạch. Sau khi cạo cái lớp sơn ra thì các bạn có thể thấy là tổng thể đôi giày khá là đẹp. Tuy nhiên là nó sẽ đẹp hơn nếu như các bạn dùng cái vật liệu cứng để cạo ra.
hoặc là các bạn để nó bong tự nhiên nhá, chứ không dùng cái xăng thơm như của mình để tẩy thì nó sẽ thì nó giống như rất là bẩn như kiểu mất chát lên giày ấy. Đó. Thì cảm quan của mình thì đánh giá đôi này một đôi khá đẹp, nghiễm nhiên nó có giá đắt như vậy. Hiện tại đôi này chính hãng đang khoảng với cái màu này mình đang thấy ở trên StockX bán khoảng hơn 100 triệu, sau khi một thời gian nó không còn hot như ban đầu mới ra thì hiện tại giá nó vẫn còn khoảng rơi khoảng hơn 100 triệu đôi các bạn nhé.